Trước tình hình COVID-19 diễn biến khó lường với số ca F0 tăng cao trong những ngày qua, người dân Đà Nẵng cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng chống để chung tay cùng thành phố kiểm soát dịch bệnh. Tết Nguyên đán đang cận kề, tinh thần tự giác trách nhiệm là yếu tố quan trọng để mọi người được vui xuân đón Tết an toàn trong thời điểm hiện nay. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết cổ truyền dân tộc, chính vì vậy các hoạt động kinh doanh buôn bán cũng tấp nập hơn so với mọi ngày. Tuy nhiên, nhận thức nguy cơ lây lan dịch COVID-19 vẫn ở mức cao. Người dân thành phố vẫn tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Thông điệp 5K của Bộ Y tế trở thành kim chỉ nam của mỗi người dân khi đến nơi công cộng. Chủ trương nhà nước là chống dịch như chống giặc, cho nên mọi người dân phải cẩn thận, phải chấp hành nghiêm chỉnh tốt để mọi người dân cẩn thận thôi. Không nên chủ quan cái dịch bệnh nên đây là đi phải hộ chế là đeo khẩu trang vô chứ không có cái chủ quan, phải cẩn thận, không tập tụ quá đông người, cứ lại đi phải giãn cách xa ra cỡ 2 mét. Tại các xã miền núi của huyện Hòa Vang, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên các hoạt động lễ hội đón Tết truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu cũng được tinh gọn hơn so với những năm trước. Các già làng, trưởng thôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân nêu cao ý thức phòng dịch. Dịch bệnh này là họ không tập trung đông người, nhà nào thì nhà nấy ở, không tổ chức ăn nhậu, không đi lung tung, lúc nào là phải là đeo khẩu trang cho người. Ví dụ người nào là khi họ treo cái bảng bị cách ly thì không tiếp xúc với người đó, chấp hành của dân như vậy. Cùng với việc tăng cường thực hiện biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, theo chỉ đạo của Thành ủy và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ hội cuối năm 2021, đầu năm 2022 và kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng dịch để cùng thành phố đón Tết an toàn.